không canh đổi thay chẳng biết vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn. Mười mấy năm sau quá hao mòn, mùa màng thất đói đau không thuốc. Thương hại bay lê dân đức ruột, thảm vợ con đói rách đùm đeo. Gẫm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng da mắt. Nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, mãi thiền cớ mỗi phút mỗi thay. Nếu thành suy như thể tên bay, đường vinh nhục rủi mãi một lát. Ai phú quý giàu đại ra các, ta điên khùng thương hết thế trần. Khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần, ngày nào ai có tỉnh tâm tìm đau. Trai trung liệt đáng trai hiền thao, gái tiếc trinh mới gái nam trào. Lời thánh hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà xưa. Đời tận thế mà còn lần lừa, chẳng chịu máu cải giữ dễ lành. Làm Phật nhi phải được lòng thành, thì mới đặng vãng sanh cực lạc. Tương với muôi châu rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà. Mà mai sau thoát khỏi tình ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hà. Trên bãi núi còn nhiều bao làng, ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời. Coi là coi được Phật được trời, coi phép là của tiên của thanh. Cuộc dương thế ngày nay mong mạnh, mà sang giàu còn hiếp nghèo nàn. Phải xa thân tầm bát cái nhã thoàng, sao mới khỏi hầm tha sâu bắt. Đến chừng đó bốn phương có giặc, khắp hoàng cầu thiết thiết tha tha. Vậy sớm mau kim giữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi khói lừa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bừa, vọng cứu quyền sớm tối mới màu. Chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy nước nhà tiếng cửa thanh. Ghét những đứa giàu sang kiêu hành, thương những người đói rách cơ hàng. Cánh phòng qua khó sánh lắm sang, sao sẽ có nhiều điều vinh hành. Cõi trần thế hết suy tới thành, hết lâm nguy đến lúc khai hoàng. Tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn, sao đắc đạo gặp điều cao quý. Mặc ba tánh đời này dĩ nghĩ, ta điên khùng mà tánh lương hiền. Lòng yêu dân chẳng trọng bạc tiền, mà dương thế cứ theo biếm nhẹ. Sao lấp hỏi thì già quá trẻ. Khắp hoàng cầu đổi xác thay hồn, đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn. Đặng ban thưởng Phật tiên giới thanh. Khuyên trai gái học
theo Khổng Mạnh, sách thánh hiền giải đạo làm người. Xem truyện thơ chẳng biết hổ ngươi, mà làm thoái điêu thuyền lữ bô. Sao kẻ ấy làm mồi mảnh hổ, cảnh núi non nhiều thú dĩ kỳ. Nó trọng ai hiền đức nhu mì, sát phạt kẻ bội cha phản chúa. Đến chừng đó thiên la lưới bùa, mới biết rằng trời Phật công bằng. Nếu dương trần sớm biết ăn năn, làm hiền đức khỏi đường lao ly. Học tả đạo làm điều tà mi, theo vị đoan cung kiến tình tà, thì sau này gặp chuyện thiết tha. Đừng có trách khùng điên chẳng cứu, thầy ba tánh nghìn tân yểm cửu. Học ai mà ngán ngược nhiều lời, phụ mẹ cha khinh dễ Phật trời. Chẳng có kể công sanh dưỡng dục, thương lê thứ bài tường trong độc. Mặc ý ai nghe phải thì làm, lời của người di tịch núi Sam. Chớ chẳng phải bài điều quyến hoặc, cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc. Chẳng ở yên còn xuống phàm trần, ấy vì thương trăm họ vạn dân. Nên chẳng kể tấm thân lao khổ, giả quê dốc khuyên người tỉnh ngộ. Giả bán buôn thức giấc người đời, rằng ngày nay có Phật có trời. Kéo dân thứ nhiều người kiêu ngào, xuống mượn sách nhằm năm kỷ mão. Buồn xóm làng cứ ghét điên khùng, nếu trẻ già ai biết thì dùng. Chẳng có ép có nài ba tánh, nghe điên giải sau này thời thanh. Đây chỉ đường cực lạc giảng sanh, đừng có ham lên mắt hùng anh. Xa địa ngục uổng thân uổng kiếp, theo đạo lý nhất tâm mới kịp. Ngày nay đã gặp dịp tu hành, niệm Di Đà ráng niệm cho rành, thì mới được sống cõi tiên thanh. Đức Minh Chúa chẳng ai dám sánh, xưa mát thương phụng gái non kỳ. Bởi Võ Vương đang bực tu mi, nay trở lại khác nào đời trước. Kẻ gian ác bị gươm ba thước, nơi pháp tràng trị kẻ hung đồ. Được thành thơi nhờ chữ Nam Mô, khuyên bổn đạo ráng mà trì chi. Xưa Tây ba thất niên vũ lý, huống chi ta sao khỏi tiếng đời. Dòm biến trần cảnh khổ vơi vơi, lao với khổ khổ lao chẳng xiết. Ghét bảo chúa là xưa trụ kiệt, mất cơ đồ lại bị lửa thiêu. Thương Minh Vương bắt trước thuận yêu, lòng hiền đức nào ai có biết. Thương trần thế kể sao cho xiết, mượn sát trần bút tả ít hàng. Kể rõ ràng những việc lầm than, mắt làng xóm muốn nghe thì chép.
Việc tu tịnh khùng không có ép, cho giấy vàng điên chẳng có này. Lòng yêu dân chẳng nể vắng dài, cho bổn đạo giải khuây niệm Phật. Việc sai đến đây truyền sự thật, ấy là lời của Phật giáo khuyên. Ráng nghe lời của kẻ khùng điên, Phật tiên thánh hải nên trọng kinh. Bệnh ôn dịch cũng đừng mời thánh, cõi ngũ hành chẳng kha reo kêu. Hãy dình lòng chớ khá dệt theo, nói xin xỏ cũng không no béo. Đời quân hạ ngày nay mỏng mèo, khuyên thấy trần hải ráng kiên dè. Mắt tình ai lên ngựa xuống xe, ta chẳng có ham nơi phú quý. Trong bốn đạo từ nay kim chỉ, đối với nghèo sắp đến bây giờ. Vì thương đời nên lão kể sơ, cho ba tánh rõ lời châu ngọc. Nước Nam Việt ấy là thằng ngốc, người đời nay như ốc mượn hồn. Chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người tri. Theo Phật giáo sau này cao quý, được nhìn xem ngọc đây sự phân. Lại giữa kề bệ ngọc các lân, cảnh phú quý nhờ ơn Phật tổ. Thì ba tánh nhiều điều tay khổ, khùng thương dân nên phải hết lời. Giáo lục châu chẳng có nghỉ ngơi, mà lễ thứ nào đâu có biết. Dạy đạo chánh vì thương Nam Việt, ở cao miên vì mến tận hoàng. Trở về Nam Đặng có sửa sang, cho thiện tính được rành chân lý. Trong sáu tỉnh nhiều điều tà mi, tu hành mà dĩ kỷ quá chừng. Thì làm sao thoát khỏi trầm luân, khuyên bổn đạo ráng tầm nẻo chánh. Chừng lập hội xác thân mới rành, nếu không thời khó thấy Phật trời. Khùng dại dân chẳng dám nghỉ ngơi, đi chẳng kể tấm thân già ca. Cánh trần thế mặt ai thông thà, chớ lòng ta chẳng đắm hồng trần. Có thân thì ráng giữ lấy thân, để đến việc ăn năn chẳng kịp. Yêu những kẻ tâm đầu ý hiệp, mến những ai biết kiếm đạo màu. Cảnh Tây Thiên báu ngọc đại lâu, ráng tu tỉnh tìm nơi an dường. Kẻ hiền đức sau này được hưởng, phép thần linh của Đức Di Đà. Lại được thêm thoát khỏi ta bà, khỏi luân chuyển trong dòng lúc đau. Đức Diêm Chúa yêu người hiền thao, trong những ai biết niệm Di Đà. Lại được gần bệ ngọc long xa, cõi chư quốc tranh giành châu bao. Trai nhỏ tuổi kính thành trưởng lão, gái bé thơ biết trọng tuổi già.
ráng tĩnh tâm dẹp được lòng tà, thì được thấy Phật tiên thần thanh. Việc hung dữ hay nên xa lánh, theo gương hiền trao sữa làm người. Sao tà tính ăn sông nuốt tươi, mà ba tánh chẳng lo cải thiện. Miệng dương thế hay bài nói quyền, sách thánh hiền ghét kẻ nhiều lời. Khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời, coi hạ giấy rồng mấy chơi dần. Ở chòm xóm đừng cho nhớ bần, ráng giữ gìn phong qua nước nhà. Câu tam tùng bọn gây nước ta, chữ hiếu nghĩa kẻ trai cho vẹn. Ghét những kẻ có ăn bọn sèn, thương những người đói rách lương hiền. Muốn tu hành thì phải cần chuyên, tưởng nhớ Phật chớ nên say bùi. Kẻ phu quỷ đừng giống cơm ngồi, sao đói lòng chẳng có má dùng. Ta yêu đời than thở chẳng cùng, mà bá tánh chẳng theo học hỏi. A-di-đà nhìn xem khắp cõi, đặng trong chờ mong mọi chúng sanh. Hiển hào quán ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Kẻ tâm trí mau mau tỉnh thức, kiếm đạo màu đặng có hướng nhờ. Chốn hồng trần nhiều cánh nhuốc nhớ, ráng hiểu rõ quyền cơ mà tranh. Chung tựu điểm ta nên xa lánh, tứ đổ tường đừng có nhiễm vào. Người tránh xa mới gọi trí cao. Xa bốn vách mang đều nhớ nhuốc, muốn tu tỉnh nay đã gặp cuộc. Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lĩnh bảo ta truyền dạy. Nên khổ lao khùng không có nài, miễn cho đời hiểu đắng đạo màu. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu, thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ. Mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng. Phải giữ lòng cho được sạch trong, mới thoát khỏi trong vòng bệnh khổ. Lúc đau chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chật đường. Chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Khắp lệ thư biển di thương hài, dùng phép màu lấp lại thượng quân. Diệt thiên cơ khùng to hết trần, cho trần há tường nơi lao ly. Lão nào có bài điệu ma mị, mà gác lường bổn đạo chúng sanh. Đức Minh Vương ngự chung Nam Thành, đặng phân xử những người bối nghĩa. Trung với hiểu ta nên trao trẻ, hiền với lương bổn đạo rèn lòng.
thường nguyện cầu siêu độ tổ tông, với ba thánh vạn dân vô sự. Đời quân hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sự tai ương. Đức Di Đà xem thấy xót thương, sai chư Phật xuống miền dương thế. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt. Nay trở lại như đời trụ kiệt, hãy tu nhân chớ có tranh giành. Tuy nghèo hèn mà chỉ cao thanh, được hồi phúc nhờ ơn chư Phật. Hãy thương xót những người tàn tật, thấy nghèo hèn chớ khá khinh cười. Trên năm non rồng phùng tốt tươi, miền bãi núi mà sao bao quý. Mặt trai gái trẻ già có nghĩ, thì khoan cười tôi rất cảm ơn. Không ra đời truyền giải thiệt hơn, chứ bổn đạo chứ nên khinh rè. Nay không đã hết già quá trẻ, nên giữa đồng bỗng lại có sông. Ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ ba tánh rủ nhau niệm Phật. Làm nhân ai ắt tiêu bệnh tật, vậy hãy mau tầm đạo Thích Ca. Phật tại tâm chớ có đâu xa, mà tìm kiếm ở trên non núi. Chung đục đẽo những cây với cùi, đắp xi măng sơn phết đặt tên. Ngục A Tỳ giữa cây một bên, chờ những kẻ tu hành giả dối. Khuyên sư dạy mau mau cải hối, làm vô vi chánh đạo mới mau. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Ngôi Tam Bảo hãy thờ trần đo, tạo làm chi những cúc với hình. Khùng nói cho già trẻ làm tin, theo lục tổ chứ theo thần tu. Khuyên bổn đạo chớ nên mê ngủ, thức dậy tìm đạo chánh của khung. Đằng sau xem liệt quốc tranh hùng, được sanh sống nhờ ơn chính bày. Qua phép lạ biết bao mà kể, chính từng mấy nhát trỗi tiêu thiều. Kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thương cầu. Khùng vâng lệnh Tây Phương Phật Tổ, nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ. Hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức đặng phò chân chua. Khuyên những kẻ giàu sang có của, hãy mở lòng thương xót dân nghèo. Quầy cảnh vinh hoa lại quá treo leo, nhà giàu có sao nhiều tai ách. Hỡi ba tánh rừng sâu có mạch, tuy u minh mà có đến vang. Linh Quan Âm giải biểu khùng toàn, cho bốn đảo rõ nguồn chân lý. Lũ thầy đám hay bài trò khi, mượn kinh luân tụng mương lấy tiền. Chốn Diêm Đình ghi tội liên miên,
mà tăng chúng nào đâu có rõ. Theo thần tu tạo nhiều chuông mò, từ xưa nay có mấy ai thành Phật. Từ bi độ tử độ sanh, là đâu kẻ hiền lương nhân ấy. Xa với phương là trò kỳ quái, làm trái đàn che miệng thế gian. Kẻ vinh hoa phú quý giàu sang, mượn tăng chúng đánh làm chữ hiếu. Thương ba tánh gì không rõ hiểu, tưởng vậy là nhân nghĩa vẹn tròn. Thấy lạc lầm đấy đóng lầm son, khuyên bổn đạo hải nên tỉnh ngộ. Ở dương thế tạo nhiều cánh khổ, xuống huỳnh tuyền địa ngục khảo hình. Tuy lưới trời thưa rộng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung ác. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường dắt xuống diêm đình. Sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt với thưởng hai đường tỏ rò. Tìm cực lạc đây rành đường ngõ, hãy mau mau tu tỉnh mới màu. Tận thế gian còn có bao lâu, mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Kẻ nghèo khó hút tiền thiếu gạo, mở lòng nhân tiếp rước mới làm. Làm hiến lành hơn tụng hư hà, hại tướng Phật hay hơn o re. Đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn. Vẹn mười ân mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phủ bạc. Nếu làm đám được về cực lát, thì giàu sáng được trọn hai bề. Ý tước quyền làm ác ấy hay, khi bỏ xác nhiều tiền lo lót. Kinh với sám tùng nghe thành thoát, lũ những bóng tập luyện đã rành. Đấu với đàn kèn trống nhịp sanh, làm ăn rập đắng đòi cao giá. Thâm trần tốt còn phân nhân ngà, thì làm sao thoát khỏi luân hồi. Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô ly. Xưa thần tu bài điều tà mi, mà dắt diều ba tánh đời đường. Thấy chúng sanh lầm lạc đáng thương, cõi âm phủ đâu ăn của hôi. Đúc Phật lớn chùa cao bối rối, mà làm cho Phật giáo suy đồi. Tu vô vi chứ cũng chè xôi. Phật chẳng muốn chúng sanh lo lốt, tăng với chúng ưa ăn đồ ngọt. Nên bày ra cung kiến quái hoài, ỷ nhiều tiền chẳng biết thương ai. Cung với lại khó trừ cho đằng, kẻ nghèo khó tu hành ngay thẳng. Không cầu xíu Phật bỏ hay sao, lập trai đàn chảy chọt lao sao. Bối lem mắt làm tuồng hát Phật, nay nhầm lúc mùa màng ngập thất. Vậy hãy mau bỏ bớt dị đoan, ráng giữ gìn luân lý tam can. Tròn đức hạnh mới là báo quý,
nay gần đến Long Phi xà dĩ, cảnh gian nan ba tánh hầu kề. Thấy chúng sanh còn hỡi say mê, không chỉ rõ đường tà néo chanh. Ta là kẻ vô hình hữu ảnh, ẩn xác phàm dình đáo Thích Ca. Làm gian ác là quỷ là ma, làm chân chánh là tiên là Phật. Hiếm những kẻ không nhà không đất, mà sang giàu chẳng xót thương dùm. Có lỡ lầm chửi mắng sùm, thêm đánh đập khác nào con vật. Ăn không hết lo dành lo cất, đem bạc trăm cúng Phật làm chi. Phật Tây Phương vốn tánh từ bi, đâu tung thiếu mà quơ mà tời. Khùng cả tiếng kêu dân ơi hời, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm. Đến loạn ly khổ hạnh khỏi lắm, còn hơn đúc về chuông đồng Phật bư. Chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lấy Phật má trừ. Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư, dùng tâm ý chớ không dùng vật. Muôn bổn đạo tánh tình chân chất, rèn lòng hiền thương xót lẫn nhau. Kể từ rày vàng lộn với thao, Phật tiên thánh cùng nhau xuân thế. Cứu ba tánh không cần lễ mễ, để dắt diệu đạo lý rảnh đường. Nước Nam Việt nhầm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Khuyên sư dạy bớt dùng của thế, gắn công tu đặng có xem đời. Tu thật tâm thì được thảnh thơi, tu giả dối thì lao thì ly. Khùng khuyên hết kẻ ngu người tri, rang tỉnh tâm suy nghĩ đau màu. Chuyện quyền cơ bí hiểm cao sâu, hãy nghiệm xét hai đường tà chanh. Các chư Phật không khi nào rành, tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh. Các chư thần tuần giảng năm canh, về thượng giải tâu qua thượng đế. Số tội ác thì vô số kể, con làm nhân thì quá ít oi. Hỏi công đầm xem xét hẳn hoài, sai chữ tướng xuống răng trần thế. Đau nhiều chứng dĩ kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn tánh màng. Đường đạo lý chớ nên chán nàng. Hãy bền lòng tầm Phật trong tâm, Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm. Phải tìm kiếm ở trong não trí, sau đến việc sơn băng kiệt thủy. Khùng thảm thương ba tánh quá chừng, nhìn xem trần nước mắt rưng rưng. Cảnh áo não kể sao cho xiết, ta dạy dỗ là vì tình thiệt. Cho ba gia rõ biết người khùng, thế dương trần làm dữ làm hung. Nên khuyên nhủ cho người lương thiện, chữ lục tự trì tâm bất
Viện thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Ai lòng nhân hoặc chép hay in, mà truyền bá đăng nhiều phước đức. Trong ba tánh từ nay buồn bực, khùng yếu dân chỉ rõ đau màu, ráng trì tâm tướng niệm canh thâu. Nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp. Khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được vãng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hãy tưởng Phật đừng làm báo ngược, ta phần hồn giáo khắp thế gian. Giáo sát trần nước mắt chưa chan, khắp lễ thứ nghe lời thì ít. Chốn sơn lạnh bây giờ mù mịt, cho nên dân dạy chẳng nghe lời. Kể từ nay nói chuyện chiều mới, chớ chẳng nói giống dài khó hiểu. Cờ đã thất còn chờ nước chiêu, mà còn ăn con chút làm chi. Ai là người quân tử tu mi, phải sớm xử thân mình cho vẹn. Chân lấp hỏi khỏi thùa khỏi thèn, với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Lời cao siêu khuyên hãy gắn ghi, ta ra sức dắt diều ba tánh. Nam mô Tam giáo quy nguyên phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật. Bửu ngọc vạn lai rõ đạo màu, sơn tầm hành thích nẻo cao sâu. Kỳ giả thức tâm tìm đạo lý, hướng tuyệt đăng lui bái phục cầu. Dương chi tình thủy biên sải tam mà thiên, tánh không bác đức lời nhân thiên. Pháp giới hoàng tăng duyên diệt tội tiêu khiên. Hoa diệm hoa hồng liên, nam mô thanh lương địa bồ tát. Nam mô thanh lương địa bồ tát. Nam mô thanh lương địa bồ tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đắc na đa đa dạ dạ.
Nam mô A Di Đà Bà Lo Kiết Đế Tước Bát Ra Gia Bồ Đề Tăng Đọa Bà Gia Ma Nơi Đọa Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Giang Đát Bằng Ra Phật Về Số Đát Na Đát Tòa Nam Mô Tất Cả Kiết Lật Đọa Y Mông A Di Đà Bà Lo Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cẩn Kỳ Hay Rì Ma bạn đa sa mê tát bà tha đầu vũ bằng a thề dựng tát bà tát đa nam ma bà già ma phát đạt đầu đắc điệt tha an na bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rì ma ha bồ đề tăng đoa tát bà ma ra hê ma hê rì đà dựng cu lô Kiết mông đồ lôi đổ lô và xà gia đế ma và xà gia đế đà ra địa rị ni thất cái phật ra gia gia ra gia ra mã vàng ma ra mùng đế lệ hay gì hay thất na ra xâm phật ra xá lợi và xa phật xâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá di đê rì già na ra cẩn trì địa rì sắc ni na ba già ma na ta bà tất đà giá ta bà ma tất đà giá ta bà tất đà vũ nghệ thước bằng ra dạ ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a một kê dạ ta bà ma tất đà dạ ta bà ha giải kiết ra tất đà dạ ta bà ha ba đà mai tất đà dạ ta bà ha na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha ma bà lợi tăng niết ra dạ ta bà ha Nam mô Ất ra Đát Na Đá ra Dạ Dạ Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Thước Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha Nga Tất Điện Đô Mạng Đá Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha An Tất Điện Đô Mạng Đá Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha An Tất Điện Đô Mạng Đá Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lo kiết đế tước bát ra gia bồ đề tăng đọa bà gia ma nơi đọa bà gia ma ca lô ni ca giang đát bằng ra phật về Số Đát Na Đát Tòa Nam Mô Tất Cả Kiết Lật Đọa Y Mông A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cẩn Kỳ Hay Rì Ma Bạn Đa Sa Mê Tát Bà Tha Đầu Vũ Bằng A Thề Dựng Tát Bà Tát Đa Nam Ma Bà Già Ma Phát Đạt Đầu Đắc Điệt Tha An na bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rì ma ha bồ đề tăng đoa lát bà ma ra hê ma hê rì đà dựng cu lô kiết mông đồ lôi đổ lô và xà gia đế ma ha và xà gia đế đà ra địa rì ni thất cái phật ra gia ra mã vàng Ma ra mùng đế lệ hay gì hay thất na ra xâm phật ra xá lợi và xa phật xâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá Di đê rì già na ra cẩn trì địa rì sắc ni na ba già ma na ta bà tất đà già ta bà ma tất đà già
nghệ thước bàn. Ra dạ ta bà ha, na ra cẩn trì ta bà ha, ma ra na ra ta bà ha, tất ra tăng a mục khê dạ ta bà ha, ta bà ma ha, tất đà dạ ta bà ha. Giải kiết ra tất đà dạ ta bà ha, ba đà mai tất đà dạ ta bà ha, na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha, ma bà lợi tăng niết ra dạ ta bà ha. Nam mô A Ra Đạt Na Đa Ra Dạ Dạ, nam mô A Di Đà Bà Lô Kiên Đế Thước Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha, nghe tất cả điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. An tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha, an tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni, nam mô A Ra Đạt Na Đa Ra Dạ Dạ, nam mô A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra Dạ Bồ Đề Tăng Đọa Bà Dạ Ma Đăng Đọa Bà Dạ Ma Ca Lô Ni Ca Giang Đát Bàn Ra Phật Về Số Đát Na Đát Tòa. Nam mô Tất Cả Kiết Lật Đọa Y Mông Ma Rị Gia Bà Lô Kiết Đê Thất Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Cẩn Kỳ Hay Rì Ma Bạn Đa Sa Mê Tát Bà Tha Đầu Vũ Bằng A Thề Dựng Tát Bà Tát Đa Nam Ma Bà Già Ma Phát Đạt Đậu Đát Điệt Tha An Na Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hê Rị Ma Ha Bồ Đề Tăng Đoa Lát Bà Lát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dân Cú Lô Cú Lô Kiết Mông Đồ Lô Hê Đổ Lô Và Xà Gia Đế Ma Ha Và Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Địa Rị Ni Thất Hê Phật Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma Ma Phàng Ma ra mùng đê lệ hay di hay thất na ra xâm Phật ra xá lợi và xa Phật xâm Phật ra xá già hô lô hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá Di đê rì dạ na ra cẩn trì địa rì sát ni na ba dạ ma na ta ba tất đà dạ ta bà ma tất đà dạ ta bà tất đà vũ nghệ thước bàn ra dạ ta bà na ra cẩn trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng a mục khê dạ ta bà ma tất đà dạ ta bà Giải kiết ra tất đà dạ ta bà ha, ba đà mai tất đà dạ ta bà ha, na ra cẩn kỳ bàn đà ra dạ ta bà ha, ma bà lợi tăng niết ra dạ ta bà ha. Nam mô A Ra Đạt Na Đa Ra Dạ Dạ, nam mô A Di Đà Bà Lô Kiên Đế Thước Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha, nghe tất cả điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. An tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha, an tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni, nam mô A Ra Đạt Na Đa Ra Dạ Dạ,
Nam mô A Di Đà Bà Lo Kiết Đế Tước Bát Ra Gia Bồ Đề Tăng Đọa Bà Gia Ma Ni Đọa Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Giang Đát Bằng Ra Phật Về Số Đát Na Đát Tòa Nam Mô Tất Cả Kiết Lật Đọa Y Mông Ma Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cẩn Kỳ Hay Rị Ma bạn đa sa mê tát bà tha đầu vũ bằng a thề dựng tát bà tát đa na ma bà già ma phát đạt đầu đát điệt ta an na bà lô hê lô ca đế ca ra đê di hê rị ma bồ đề tăng đoa lát bà tát bà ma ra ma hê ma hê rị đà dựng cu lô Kiết mông đồ lô đồ lô và xà gia đế ma và xà gia đế đà ra địa rị ni tất cả phật ra gia gia ra gia ra ma phàng ma ra mùng đế lệ hay di hay thất na ra xâm phật ra xá lợi và xa phật xâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá di đê rì già na ra cẩn trì địa rì sát ni na ba già ma na ta bà tất đà giá ta bà ma tất đà giá ta bà tất đà vũ nghệ thước bằng ra dạ ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a mục khê dạ ta bà ma tất đà dạ ta bà ha giải kiết ra tất đà dạ ta bà ha ba đà mai tất đà dạ ta bà ha na ra cẩn trì ban đà ra dạ ta bà ha ma bà lợi tăng niết ra dạ ta bà ha Nam mô Ất ra đát na đa ra dạ dạ Nam mô A Di Đà Bà Lo Kiết Đế Tước Bàn ra dạ ta bà nghe tất cả điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà an tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà an tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lo kiết đế tước bát ra gia bồ đề tăng đọa bà gia ma ni đọa bà gia ma ca lô ni ca giang đắc bằng ra phật về Số Đát Na Đát Tòa Nam Mô Tất Cả Kiết Lật Đọa Y Mông Ma Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cẩn Kỳ Hay Rì Ma Bạn Đa Sa Mê Tát Bà Tha Đầu Vũ Bằng A Thề Dựng Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Già Ma Phát Đạt Đâu Đát Điệt Tha An na bà lô hê lô ca đế ca ra đê di hê rị ma ha bồ đề tăng đoa lát bà tát bà ma ra ma hê ma hê rị đà dựng cu lô kiết mông đồ lô và xà gia đế ma ha và xà gia đế đà ra địa rị ni tất cả phật ra gia gia ra gia ra ma phàng Ma ra mùng đế lệ hay di hay thất na ra xâm phật ra xá lợi và xa phật xâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá Di đê rì già na ra cẩn trì địa rì sát ni na ba già ma na ta bà tất đà già ta bà ma tất
đà dạ ta bà tất đa vũ nghệ thước bàn ra dạ ta bà na ra cẩn trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng một khê dạ ta bà ma tất đà dạ ta bà giải kiết ra tất đà dạ ta bà ba đà mai tất đà dạ ta bà na ra cẩn trì ban đà ra dạ ta bà ma bà lợi tăng niết ra dạ ta bà nam mô ất ra đất na đà ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đế thước bàn ra dạ ta bà nghe tất cả điện đô mạng đà ra bạc đà dạ ta bà an đất điện đô mạng đá ra ban đà dạ ta bà an đất điện đô mạng đá ra ban đà dạ ta bà nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiết đế thước bát ra gia bồ đề tăng đọa bà gia ma nơi đọa bà gia ma ca lô ni ca giang đát bàn ra phật về số đát na đát tòa nam mô tất cả kiết lật đọa y mong a di đà bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cẩn kỳ hay đi ma bạn đa sa mê tát bà tha đầu vũ bằng a thề dựng tát bà tát đa na ma bà già ma phát đạt đầu đát điệt tha an na bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma ha bồ đề tán đoa lát bà tát bà ma ra ma hê ma hê rị đà dựng cu lô kiết mong đồ lôi đồ lô văn xà gia đế ma và xà gia đế đà ra địa rị ni thất e phật ra gia gia ra gia ra ma phàng ma ra môn đế lệ hay di hay thất na ra sấm phật ra xá lợi và xa phật sấm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá di đê rì giá na ra cẩn trì địa rì sát ni na ba giá ma na ta ba tất đà giá ta ba ma tất đà giá ta ba tất đà vũ nghệ thước bàn ra dạ ta bà na ra cẩn trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng a một khê dạ ta bà ma tất đà dạ ta bà giải kiết ra tất đà dạ ta bà ba đà mai tất đà dạ ta bà na ra cẩn trì ban đà ra dạ ta bà ma bà lợi tăng niết ra dạ ta bà nam mô ất ra đát na đá ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đế thước bàn ra dạ ta bà nghe tất cả điện đô mạng đá ra bạc đà dạ ta bà an đất điện đô mạng đá ra ban đà dạ ta bà an đất điện đô mạng đá ra ban đà dạ ta bà nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ dạ
Nam mô A Di Đà Bà Lo Kiết Đế Tước Bát Ra Gia Bồ Đề Tăng Đọa Bà Gia Ma Ni Đọa Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Giang Đát Bằng Ra Phật Về Số Đát Na Đát Tòa Nam Mô Tất Cả Kiết Lật Đọa Y Mông A Di Đà Bà Lo Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cấn Kỳ Hê Đề Ma bạn đa sa mê tát bà tha đầu vũ bằng a thề dựng tát bà tát đa na ma bà già ma phát đạt đầu đắc điệt tha an na bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma ha bồ đề tán đoa lát bà tát bà ma ra ma hê ma hê rị đà dựng cu lô Kiết mông đồ lôi đồ lô văn xà gia đế ma và xà gia đế đà ra địa rị ni thất cái Phật ra gia ra ma phàng ma ra môn đế lệ hay di hay thất na ra xâm Phật ra xá lợi và xa Phật xâm Phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá di đê rì giá na ra cấn trì địa rì sắc ni na ba giá ma na ta ba tất đà giá ta bà ma tất đà giá ta bà tất đà vũ nghệ thước bằng ra dạ ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a một kê dạ ta bà ma tất đà dạ ta bà ha giải kiết ra tất đà dạ ta bà ha ba đà mai tất đà dạ ta bà ha na ra cẩn trì bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà lợi tăng niết ra dạ ta bà ha Nam mô A Di Đà Na Đa Ra Dạ Dạ Nam mô A Di Đà Bà Lo Kiết Đế Thước Bàn Ra Dạ Ta Bà Nga Tất Cả Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà An Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà An Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
dương chi tình thủy biên sải tam mà thiên tánh không bác đức lời nhân thiên pháp giới hoàng tăng viên diệt tội tiêu khiên hòa diệm hòa hồng liên Nam mô Thánh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thánh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thánh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa na dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiết đê thước bát ra gia bồ đề tăng đọa bà gia ma nơi đọa bà gia ma ca lô ni ca giang đát bằng na phật về Số đất na đất tòa nam mô tất cả kiết lật đoại mong ma rị gia bà lỗ kiết đê thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cấn kỳ hay rì ma bạn đa sa mê tát bà tha đầu vũ bằng a thề dựng tát bà tát đa nam ma bà già ma phát đạt đầu đát điệt tha An na bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rì ma ha bồ đề tán đo lát bà lát bà ma ra ma hê rì đà dựng cu lô kiết mong đồ lô hê đổ lô và xà gia đế ma ha và xà gia đế đà ra địa rì ni thất e phật ra gia gia ra gia ra ma ma vàng ma ra môn đê lệ hay di hay thất na ra sấm phật ra xá lợi và xa phật sấm phật ra xá già hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá Di đê rì ya na ra cẩn trì địa rì sát ni na ba ya ma na ta ba tất đà ya ta ba ma tất đà ya ta ba tất đà vũ nghệ thước bàn ra ya ta ba na ra cẩn trì ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a một khê ya ta ba ma tất đà ya ta ba giải kiết ra tất đà dạ ta ba ha ba đà mai tất đà dạ ta ba ha na ra cấn kỳ ban đà ra dạ ta ba ha ma ba lợi thắng kiết ra dạ ta ba ha nam mô hắc ra đát na đà ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đê thước bàn ra dạ ta ba ha nghe tất cả điện đô mạng đà ra bạc đà dạ ta ba ha An tất điện đô mạng đá ra bàn đà dạ ta bà an tất điện đô mạng đá ra bàn đà dạ ta bà Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni Na
na đa na dạ dạ. Nam mô A Di Đà Bà Lo Kiết Đế Tước Bát Ra Gia Bồ Đề Tăng Đọa Bà Gia Ma Ni Đọa Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Giang Đát Bằng Ra Phật Về Số Đát Na Đát Tòa Nam Mô Tất Cả Kiết Lật Đọa Y Mông A Di Đà Bà Lo Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cẩn Kỳ Hê Đề Ma bạn đa sa mê tát bà tha đầu vũ bằng a thề dựng tát bà tát đa na ma bà già ma phát đạt đầu đắc điệt ta an na bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma bồ đề tán đoa lát bà tát bà ma ra ma hê ma hê rị đà dựng cu lô Kiết mông đồ lôi đồ lô và xà gia đế ma và xà gia đế đà ra địa rị ni thất e phật ra gia gia ra gia ra ma phàng ma ra môn đế lệ hay di hay thất na ra sâm phật ra xá lợi và xa phật sâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá di đê rì giá na ra cẩn trì địa rì sắc ni na ba giá ma na ta ba tất đà giá ta ba ma tất đà giá ta ba tất đà vũ nghệ thước bàn ra dạ ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a một khê dạ ta bà ma tất đà dạ ta bà ha giải kiết ra tất đà dạ ta bà ha ba đà mai tất đà dạ ta bà ha na ra cẩn trì ban đà ra dạ ta bà ha ma bà lợi tăng niết ra dạ ta bà ha Nam mô Ất ra đát na đa ra dạ dạ Nam mô A Di Đà Bà Lo Kiết Đế Thước Bàn ra dạ ta bà nghe tất cả điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà an tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà an tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lo kiết đế tước bát ra gia bồ đề tăng đọa bà gia ma ni đọa bà gia ma ca lô ni ca giang đát bằng ra phật về Số Đát Na Đát Tòa Nam Mô Tất Cả Kiết Lật Đọa Y Mông A Di Đà Bà Lo Kiết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cẩn Kỳ Hê Đề Ma Bạn Đa Sa Mê Tát Bà Tha Đầu Vũ Bằng A Thề Dựng Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Già Ma Phát Đạt Đầu Đát Điệt Tha An na bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rị ma bồ đề tán đoa lát bà tát bà ma ra ma hê rị đà dựng cu lô kiết mông đồ lôi đồ lô và xà gia đế ma và xà gia đế đà ra địa rị ni thất e phật ra gia ra ma phàng Ma ra môn đế lệ hay di hay thất na ra sâm phật ra xá lợi và xa phật sâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá Di đê rì dạ na ra cẩn trì địa rì sắc ni na ba dạ ma na ta ba
giá ta bà ha ma tất đà giá ta bà tất đa vũ nghệ thước bàn ra dạ ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a một khê dạ ta bà ma tất đà dạ ta bà ha giải kiết ra tất đà dạ ta bà ha ba đà mai tất đà dạ ta bà ha na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha ma bà lợi tăng niết ra dạ ta bà ha Nam mô A Ra Đạt Na Đa Ra Dạ Dạ Nam mô A Di Đà Bà Lô Kiên Đế Thước Bàn Ra Dạ Ta Bà Nga Tất Cả Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà An Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà An Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô A Ra Đạt Na Đa Ra Dạ Dạ nam mô A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra Dạ Bồ Đề Tăng Đọa Bà Dạ Ma Ni Đọa Bà Dạ Ma Ca Lô Ni Ca Dạ Đát Bàn Ra Phật Về Số đất na đất tòa nam mô tất cả kiết lật đoại mong ma rị gia bà lỗ kiết đê thất phật ra lần đà bà nam mô na ra cẩn kỳ hay rì ma bạn đa sa mê tát bà tha đầu vũ bằng a thề dựng tát bà tát đa nam ma bà già ma phát đạt đầu đất điệt tha Ăn bà lô hê lô ca đế ca ra đế di hê rì ma ha bồ đề tăng đoa lát bà tát bà ma ra ma hê rì đà dựng cu lô kiết mong đồ lô hê đồ lô và xà gia đế ma ha và xà gia đế đà ra địa rì ni thất kê phật ra gia ra ma phàng Ma ra mùng đê lệ hay di hay thất na ra xâm phật ra xá lợi và xa phật xâm phật ra xá già hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề giá bồ đề giá bồ đà giá bồ đà giá Di đê rì ya na ra cẩn trì địa rì sắc ni na ba ya ma na ta ba tất đà ya ta ba ma tất đà ya ta ba tất đà vũ nghệ thước bàn ra ya ta ba na ra cẩn trì ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a một khê ya ta ba ma tất đà ya ta ba giải kiết ra tất đà dạ ta bà ha ba đà mai tất đà dạ ta bà ha na ra cẩn kỳ bàn đà ra dạ ta bà ha ma bà lợi tăng niết ra dạ ta bà ha nam mô A Ra Đạt Na Đa Ra Dạ Dạ nam mô A Di Đà Bà Lô Kiên Đế Thước Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha nghe tất cả điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha An tất điện đô mạng đá ra bạn đà dạ ta bà an tất điện đô mạng đá ra bạn đà dạ ta bà nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam mô A Ra Đạt Na Đa Ra Dạ Dạ
Nam mô A Di Đà Bà Lo Kiết Đế Tước Bát Ra Da Bồ Đề Tăng Đoàn.